Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin trong tù quyết còi thò tay kéo chân quan tỉnh, nhiều quan trung ương đang run sợ. Vụ án Trịnh Văn Quyết vẫn chưa có hồi kết thúc. Đây là vụ án thuộc về lợi ích nhóm rất lớn, cần phải có thời gian đủ lâu thì luật pháp mới dờ tới được những quan chức nào đã dính đến FEC. Từ khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt cho đến nay, ông Tổng chỉ mới sờ tới những người liên quan trong FEC. Đã có hai người em gái của ông Quyết bị bắt. Vụ án thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết hứa hẹn sẽ kéo nhiều quan chức tiếp theo vào trong tù. Vào ngày 19 tháng 8, báo chí có đưa tên ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, ký tờ trình xin phê duyệt dự án sân golf Đắc Đoa hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định rằng Gia Lai báo cáo cấp trên không trung thực. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Được biết, ông Võ Ngọc Thành, người vừa bị kỷ luật cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh hai nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Ban Bí thư do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã ra quyết định và khui ra sự thật là ông chủ tịch này ký một văn bản vi phạm các quy định về pháp luật đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch. Tháng 8 năm 2019, ông Thành thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký tờ trình số 1845 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ này trình xin phê duyệt dự án sân golf Đắc Đoa do tập đoàn FEC làm chủ đầu tư. Theo tờ trình, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, tạo ra khu du lịch đặc thù, đáp ứng nhu cầu về rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cho du khách du lịch và nhân dân trong tỉnh. Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và nhiều ngành nghề, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm cho hơn 600 lao động, góp phần tăng thu ngân sách Gia Lai. Tổng mức đầu tư dự án là 2.280 tỷ đồng. Đáng nói, dự án này nằm trong rừng thông và đồi cỏ hồng đẹp nổi tiếng với những cây thông tự nhiên ở huyện Đắc Đoa. Hàng ngàn cây thông tươi tốt được trồng từ năm 1976 sẽ bị nhổ đi, nhường chỗ cho dự án. Vụ phá rừng thông này đã từng bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ, nhưng ông chủ tịch tỉnh vẫn ủng hộ FEC phá bỏ toàn bộ những cây mới trồng này. Đây là hình ảnh ông Võ Ngọc Thành cũng sắp vào tù, đoàn tụ với ông Trịnh Văn Quyết. Vào tháng 4 năm 2021, tập đoàn FEC bắt tay thi công dự án nêu trên. Tuy nhiên, theo các báo cáo số 636 vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Đoa, tập đoàn FEC đã thi thực 2.527 cây, hơn 2.000 cây thông khác đã bị bỏ bầu, trở đi. Số lượng cây thông đã di thực lá chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, chưa có dấu hiệu phục hồi và khả năng chết rất cao. Mới đây, khi đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thực địa kiểm tra dự án sân golf đã yêu cầu tỉnh Gia Lai và chủ đầu tư chấm dứt việc di thực hoặc chuẩn bị di thực cây thông, trả lại hiện trạng ban đầu. Khi dự án sân golf nghìn tỷ đưa vào khởi công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tính tiền trồng rừng thay thế theo tờ trình 1845 của tập đoàn FEC phải nộp là 11,4 tỷ đồng. Số tiền này tập đoàn FEC đã nộp vào ngân sách. Tuy nhiên, theo thông tư 32 vào năm 2018 thì quy định phương pháp định giá rừng, khu giá rừng, chủ đầu tư phải trả thêm chi phí tạo rừng khi thực hiện dự án. Đáng nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã không tính chi phí này cho chủ đầu tư. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Gia Lai chỉ đạo chủ đầu tư phải nộp thêm 9,1 tỷ đồng tiền chi phí tạo rừng vào ngân sách. Đây là hình ảnh, ắt những quan chức dính tới FEC bây giờ phải tim đập chân run. Như vậy là dự án FEC tại Gia Lai đã trực tiếp phá rừng, đồng thời tính toán chi phí trồng rừng thay thế. Mà các dự án của FEC liên quan đến phá rừng không chỉ một dự án ở Gia Lai mà còn rất nhiều dự án khác rải rác trong cả nước từ Bắc đến Nam. Ông Tổng sẽ khôi từng dự án và sắp tới khối quan chức chót dính đến Trịnh Văn Quyết ắt là tim đập chân run. Vụ án Trịnh Văn Quyết hứa hẹn nhiều điều hơn nữa vào thời gian tới với việc tiễn trần các quan chức cấp cao của Đảng lần lượt vào tù. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông chính bị đối thủ lừa vào chồng và ra đòn ra sao.
Ông Thủ tướng hiện nay đã từng là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy từ ngày 8 tháng 8 năm 2011 cho đến 9 tháng 4 năm 2015, được 3 năm 244 ngày. Đây là thời kỳ được ca tụng là tỉnh Quảng Ninh cất cánh, và nhờ đó ông chính được kéo về Trung ương, nắm chiếc ghế phó ban tổ chức Trung ương như là một nhân sự chuẩn bị thay thế cho ông Tô Huy Dứa. Con đường sự nghiệp của ông Thủ, tướng Phạm Minh Chính được trải hoa hồng vì mối quan hệ của ông với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó và mối quan hệ có tính địa phương với ông Tô Huy Dứa, đang làm Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương. Và nhờ đó mà tại Đại hội lần thứ 13, ông Chính đã vượt mặt qua Nguyễn Xuân Phúc, nắm chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Sự nghiệp chính trị của mọi quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không ai không dính đến vết đen. Có điều là có bị khui ra hay không mà thôi. Ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được cho là trong sạch nhất, cũng vướng phải nghi ngờ về dự án Chibucha khi ông còn là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Hiện giờ ông Tổng đang ở vị trí này, xem như không ai còn có thể dám bới móc những vết đen của ông được nữa. Ông được xem như trong sạch bởi không ai có thể đưa cái tiêu cực của ông ra xử lý trước bàn dân thiên hạ được. Câu chuyện đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam là câu chuyện rất dài tập. Về vụ án Việt Á, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là người liên đới chịu trách nhiệm chung với ông Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh, chứ không phải là vô can. Về mặt luật pháp, không ai có thể truy tố một ông Thủ tướng đang đương chức, vì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa hề có tiền lệ truy tố ai thuộc nhóm tứ trụ. Tuy nhiên, về mặt đảng thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phải chịu trách nhiệm về tiêu cực của các bộ trưởng dưới quyền của ông, như tờ Thời báo.d đã từng đưa tin. Cả ông Chủ tịch nước và ông Thủ tướng đều dính đến Việt Á, nên ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dường như đã lợi dụng vụ án Việt Á tố ông Chính là không thể được. Chiếc ghế Thủ tướng là chiếc ghế quyền lực thứ nhì chỉ sau chiếc ghế Tổng Bí thư. Ghế này cũng lắm kẻ dòm ngó, chứ không thể nào yên ắng như chiếc ghế Chủ tịch nước hay ghế Chủ tịch Quốc hội cho được. Vì thế, việc phanh phui những tiêu cực nhắm vào ông Thủ tướng là điều khó tránh khỏi. Vào ngày 18 tháng 8, báo chí đồng loạt đưa tin bà cựu chủ tịch công ty IEC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cơ quan điều tra đã xác định các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá tới 73 tỷ đồng. Đây là hình ảnh một cú đánh dường như đang được nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Cũng trong ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Y tế IEC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cụ thể, Cơ quan Điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các bị can là Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình y tế, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, các bị can cùng làm việc ở Sở Y tế Quảng Ninh, và Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty IEC, và Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng công ty IEC, đồng thời khởi tố bắt tạm giam các bị can như Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty IEC, Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban 3 công ty IEC, Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty MOFA. Các bị can đều bị khởi tố và điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh ở trên. Đây là hình ảnh không biết ông Tô Lâm đang đánh cho ai. Được biết, vào năm 2011-2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi, tổng mức đầu tư là 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị can đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với các nhà đầu tư của công ty IEC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại về tài sản nhà nước trị giá
73 tỷ đồng. Vào năm 2012, Phạm Minh Chính, khi đó Thủ tướng hiện nay, là Bí thư tỉnh. Theo đánh giá của một số người thạo tin, thì đối thủ chính trị của ông Chính đã dùng vụ án này để đưa ông vào tròng và ra đòn trực diện vào ông. Tuy nhiên, ông Chính làm gì? Tiếp theo thì các bạn có thể cập nhật vào những bản tin tới đây của Thời báo.de để phục vụ làm sáng tỏ vấn đề này.